Những người biểu tình chống lại cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan đã sử dụng kiểu chào bằng ba ngón tay trong bộ phim Hunger Games để thách thức sau khi chính quyền nước này ban hành lệnh cấm các cuộc biểu tình ở nơi công cộng. Và trong khi đó thì quân đội của đất nước Chùa Vàng lại đang đau đầu vì phải xác định liệu một người giơ ba ngón tay thì có tội và đáng bị bắt giữ hay không, bởi tới nay thì các nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm kiểu chào này. Hãng thông tấn AFP của Pháp cho biết hành động chào này đã trở thành biểu tượng không chính thức của những người chống lại chế độ quân sự hạn chế nền dân chủ và tự do ngôn luận ở đất nước Chùa Vàng. Trong tác phẩm điện ảnh Hunger Games, các cư dân của một xã hội giả tưởng trong tương lai của Bắc Mỹ, những người bị buộc phải cạnh tranh trong một trận đấu sinh tử, đã sử dụng động tác chào bằng ba ngón tay. Trong tác phẩm điện ảnh Ăn khách đó, hành động này có nghĩa là lời cảm ơn, sự ngưỡng mộ và tạm biệt tới những người thân yêu của họ. Nhưng ở Thái Lan, nó lại là biểu tượng của cuộc nổi dậy chống chế độ độc tài chuyên chế của người dân quốc gia Đông Nam Á. Đây chỉ là cách thể hiện quyền tự do ngôn luận và tự do thể hiện sự không đồng tình của chúng tôi mà thôi. Không chỉ dừng ở đó, một số người biểu tình cũng sử dụng động tác chào gật đầu, thể hiện sự cổ động cách mạng tự do, bình đẳng và anh em của người Pháp. Trước tình hình trên, quân đội Thái Lan, lực lượng áp đặt thiết quân luật, kiểm soát các phương tiện truyền thông và thiết lập lệnh giới nghiêm vào ban đêm đã đưa ra lời cảnh báo rằng những người biểu tình chào bằng ba ngón tay có thể sẽ phải đối mặt với lệnh bắt giữ, thậm chí cả gia đình họ cũng phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm ngặt của thiết quân luật. Nếu họ tụ tập từ 5 người trở lên và thực hiện động tác chào bằng ba ngón tay, thì đây được xem là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, người phát ngôn của quân đội Thái Lan cũng cho biết những người đăng tải các hình ảnh này trên Internet sẽ không bị giam giữ.